trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuân Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Đây là chương trình Việt Face Tonight với anh Dũng và Thanh Thảo. Kính chào toàn thể quý khán giả. Mời quý vị đến với chương trình Việt Face Tonight. Kính mời quý vị bước vào với bản tin buổi tối ngày thứ năm hôm nay, ngày 30 tháng 3 năm 2023. Sau đây là các bản tin chính. Thượng viện Hoa Kỳ bỏ phiếu chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì COVID-19. Đại bồi thẩm đoàn Manhattan đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Nền kinh tế Mỹ tăng trưởng, tuy đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng. 9 binh sĩ thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng huấn luyện rơi ở Kentucky. Johnson & Johnson ngừng phát triển thuốc chích ngừa RSV cho người cao niên. Cộng hòa ở Hạ viện chuẩn bị kế hoạch giới hạn nợ nếu Tòa Bạch Ốc từ chối đàm phán. Lãi suất nợ nhà giảm trong tuần lễ thứ ba liên tiếp. Tổng thống Đài Loan ghé Hoa Kỳ có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu nghiêm trọng. Vâng, thưa quý vị, đó là tất cả những bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong phần tin tối nay. Sau đây Thanh Thảo sẽ mở đầu cho phần tin chi tiết. Chúng tôi có một bản tin breaking news, nhưng mà bản tin đó anh Dũng đã soạn, cho nên Thanh Thảo sẽ làm việc nhanh gọn cho bản tin này, và chúng tôi sẽ nói nhiều về bản tin kế tiếp. Breaking news đó là cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã bị truy tố về tội hình sự, và đây là lần đầu tiên điều này xảy ra cho một cựu Tổng thống Hoa Kỳ. Bản tin đầu tiên của Thanh Thảo liên quan đến việc Thượng viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu chấm dứt tình trạng khẩn cấp vì COVID-19. Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật hôm thứ Tư, theo đó sẽ chấm dứt tình trạng khẩn cấp quốc gia về COVID-19 do Tổng thống lúc bấy giờ là Donald Trump tuyên bố ngày 13 tháng 3 năm 2020. Cuộc bỏ phiếu có sự ủng hộ của lưỡng đảng chính trị với những chính khách đảng Cộng hòa dẫn đầu với tỷ số 68 thuận trên 23 chống. Nghị quyết chung đã được thông qua tại Hạ viện vào đầu năm nay, sẽ chấm dứt ngày 11 tháng 5 năm nay. Vâng, thưa quý vị, Đại bộ thẩm đoàn ở New York đã bỏ phiếu truy tố cựu Tổng thống Donald Trump. Ba nguồn tin quen thuộc với chuyện này đã cho biết vào ngày hôm nay thứ Năm. Và việc này xảy ra đánh dấu lần đầu tiên một cựu Tổng thống phải đối mặt với các cáo buộc hình sự. Vụ án này tập trung vào khoản thanh toán 130.000 Mỹ Kim cho ngôi sao người lớn Stormy Daniels trong những ngày kết thúc chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016. Bà Stormy Daniels đã tuyên bố là đã chung giường với Tổng thống Donald Trump và đã kết hôn từ năm 2006. Và dĩ nhiên tuyên bố này cựu Tổng thống Donald Trump đã bác bỏ hoàn toàn. Tội danh hoặc các cáo buộc chính xác thì vẫn chưa được biết chi tiết vì cáo trạng thường được đệ trình lên tòa án dưới sự niêm phong sau cuộc bỏ phiếu của Đại bồi thẩm đoàn ở New York. Luật sư quận Manhattan và công tố viên Alvin Bragg cho biết là hiện nay đang tiếp tục để đưa thêm bổ sung một số các chi tiết để hoàn chỉnh các cái việc truy tố này. Trong khi đó thì cựu tổng thống phủ nhận tất cả các hành vi sai trái và gọi cuộc điều tra của văn phòng dân chủ Manhattan, công tố viên Alvin Bragg, là sự tiếp tục của một cuộc săn phù thủy đảng phái chống lại ông, và cũng lên tiếng cáo buộc ông Bragg, một người da màu, là kẻ phân biệt chủng tộc. Trong khi đó thì ngay lập tức phản ứng với điều này, giám đốc điều hành của Make America Great Again Incorporated, ông Taylor Budowich, đã tweet trên tài khoản của mình vào ngày thứ Năm sau khi Đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống, nói rằng đây không phải là một bản cáo trạng tội ác, không có tội hình sự nào. Thay vào đó, tin tức này là bản cáo trạng của một quốc gia đang thất bại. Ông đã viết như vậy. Ông nói, cựu Tổng thống Donald Trump hứa hẹn là sẽ chấm dứt chiến tranh ở Ukraine một cách hòa bình, xóa bỏ nhà nước và cứu đất nước của chúng ta bằng cách đặt Hoa Kỳ lên hàng đầu. Vì điều đó mà giới tinh hoa chính trị và những người môi giới quyền lực đã vũ khí hóa chính phủ để cố gắng ngăn chặn ông ấy. Họ sẽ thất bại, ông ấy sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, và tất cả chúng ta sẽ cùng nhau làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đó là lời tuyên bố của ông Taylor Budowich, giám đốc điều hành của MAGA Incorporated. Trong khi đó thì cựu luật sư Michael Cohen đã đưa ra một tuyên bố sau khi Đại bồi thẩm đoàn bỏ phiếu truy tố cựu tổng thống vào ngày hôm nay. Lần đầu tiên trong lịch sử đất nước chúng ta, một tổng thống hiện tại hoặc trước đây của Hoa Kỳ đã bị truy tố. Tôi không lấy gì làm tự hào khi đưa ra tuyên bố này, và cũng mong muốn nhắc nhở mọi người về nguyên tắc suy đoán vô tội như đã được cung cấp bởi điều khoản đúng thủ tục. Tuy nhiên, tôi đã cảm thấy an ủi khi xác thực câu ngạn ngữ rằng không ai đứng trên luật pháp, thậm chí không phải là một cựu tổng thống.
Trong khi đó thì nhà phân tích chính trị cao cấp của đài CNN, bà Gloria Borger thì lưu ý rằng quyết định truy tố cựu tổng thống Donald Trump là một khoảnh khắc trong lịch sử. Đây là lần đầu tiên lịch sử Hoa Kỳ một tổng thống đương nhiệm hoặc một cựu tổng thống đã phải đối mặt với một cáo buộc hình sự. Và chúng ta sẽ xem những diễn biến diễn ra và ông ấy đã phải bị phạt. Và tôi nghĩ rằng điều này sẽ rất đáng chú ý đối với công chúng Hoa Kỳ. Trong khi đó thì tất cả mọi người đều đã quan tâm và đã đưa ra những cái nhận định của mình, và chắc chắn điều việc này sẽ còn nhiều diễn biến trong tối ngày hôm nay và ngày mai. Và chắc chắn chương trình The Face Today ngày mai anh với Tyler Diệp chắc chắn sẽ có nhiều và nếu có nói thêm chi tiết mới về cái bản tin này. Vâng. Bản tin kế tiếp liên quan đến việc nền kinh tế Mỹ tăng trưởng tuy rằng đơn xin trợ cấp thất nghiệp cũng tăng. Hai bản báo cáo được công bố hôm thứ Năm ngày 30 tháng 3 cho thấy nền kinh tế Mỹ đang nguội đi một chút. Bộ Thương mại cho biết rằng tổng sản phẩm quốc nội, tức là GDP, tăng thấp hơn một chút so với dự đoán trong quý tư của năm ngoái. Báo cáo cho biết GDP được điều chỉnh theo lạm phát là 2.6% và là thước đo rộng nhất về hoạt động kinh tế Hoa Kỳ. Con số này thấp hơn một chút so với ước tính gần đây được Refinitiv ghi nhận là 2.7%. Tăng trưởng có khả năng tăng tốc trong 3 tháng đầu của năm 2023, theo công cụ theo dõi GDP Now của Quỹ Dự trữ Liên bang Atlanta. Thước đo đó cho thấy GDP tăng với tốc độ là 3.2%. Trong khi đó, thì Bộ Lao động Hoa Kỳ báo cáo số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu đã tăng lên với 198.000 người nộp đơn xin trợ cấp vào tuần lễ kết thúc ngày 25 tháng 3. Con số này cao hơn kỳ vọng của các kinh tế gia và đã tăng 7.000 so với con số của tuần trước đó. Refinitiv cho biết Bộ Lao động ghi nhận các đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục cũng tăng lên, nhưng không nhiều như dự đoán. Mức trung bình cho 4 tuần của các đơn thất nghiệp hàng tuần làm giảm bớt sự biến động của các con số đã tăng nhẹ lên 198.250, nhưng đã ở dưới mức 200.000 kể từ giữa tháng Giêng năm nay cho tới nay. Số đơn thất nghiệp tương đối thấp này được đưa ra bất chấp những nỗ lực tích cực của Quỹ Dự trữ Liên bang nhằm giảm lạm phát. Ngân hàng Trung ương đang quan sát một thị trường lao động bị bao vây bởi sự mất cân bằng, cung cầu nghiêm trọng, trong đó có gần 2 công việc mở ra cho mỗi công nhân thất nghiệp. Theo ước tính vào tuần trước, thì các ngân hàng Trung ương dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng lên 4.5% trong năm nay, từ mức 3.6% hiện tại và đồng nghĩa với hơn 540.000 việc làm bị mất đi và không có dấu hiệu nào cho thấy điều đó sẽ xảy ra. Các bản tin mới nhất cập nhật về việc hai chiếc trực thăng huấn luyện của quân đội Hoa Kỳ đã bị rơi tại Kentucky vào khuya ngày hôm qua. Tính cho đến bây giờ thì đã có 9 binh sĩ thiệt mạng chính thức trong vụ tai nạn máy bay trực thăng này. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10 giờ tối ngày hôm qua theo giờ địa phương, trong một quá trình huấn luyện ở tại quận Trick, phía tây căn cứ quân đội Fort Campbell, các quan chức đã cho biết. 9 binh sĩ thiệt mạng khi hai chiếc trực thăng Black Hawk của quân đội Hoa Kỳ bị rơi trong một cuộc tập trận tại Kentucky vào tối thứ Tư. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 10 giờ tối và tất cả 9 người đều đóng ở tại trại Fort Campbell trong sư đoàn dù 101. Danh tính của họ hiện chưa được công khai ngay lập tức, trong khi chờ thông báo cho đến người thân. Lữ đoàn trưởng tướng John Lubas thuộc sư đoàn dù 101 cho biết có 5 người trên một chiếc trực thăng và 4 người trên một chiếc trực thăng khác mà ông mô tả là khá điển hình. Ông Lubas cho biết là các trực thăng đã được bay bằng kính nhìn ban đêm, tức là sử dụng hồng ngoại tuyến, và cho biết là quân đội đã triển khai một đội máy bay an toàn từ Alabama, và đội này sẽ đến vào cuối ngày hôm nay thứ Năm bắt đầu cuộc điều tra về nguyên nhân chính thức của vụ tai nạn này. Và tướng Lubas cũng nói rằng ông hy vọng rằng các nhà điều tra có thể thu thập được một số dữ liệu từ các chiếc máy tính ở trên hai chiếc máy bay này, và lưu ý rằng có một thứ tương tự như hộp đen trên máy bay có thể làm cho các nhà điều tra sáng tỏ thêm về nguyên nhân tai nạn. Tướng Lubas đã nói, đây là một mất mát thực sự bi thảm đối với các gia đình. Sư đoàn của chúng tôi và kể cả Fort Campbell và ưu tiên số một của chúng tôi là làm sao lúc này có thể chăm sóc cho các gia đình và những người lính mà không có lữ đoàn, không có họ thì lữ đoàn hàng không chiến đấu của chúng tôi không thực hiện được nhiệm vụ của mình. Trong khi đó thì Tim Gore, một mục sư ở North Carolina vào ngày thứ Năm, xác định con trai mình là một trong 9 binh sĩ bị thiệt mạng. Công ty Johnson & Johnson ngừng phát triển thuốc chích ngừa RSV cho người cao niên. Một bộ phận của công ty Johnson & Johnson đã ngừng phát triển thuốc chích ngừa RSV dành cho người cao niên. Johnson là bộ phận dược phẩm của Johnson & Johnson đã thông báo rằng họ đang loại bỏ thuốc chích ngừa phòng bệnh nhiễm trùng đường hô hấp thông thường, viết tắt là RSV.
việc tiêm phòng siêu vi khuẩn hợp bào hô hấp đã sẵn sàng để chuyển sang các cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn cuối. Loại thuốc này đang được thử nghiệm để xem liệu nó có thể ngăn ngừa căn bệnh RSV nghiêm trọng tiềm ẩn ở người cao niên trên 60 tuổi hay không. Hơn 27.000 bệnh nhân đã được chuẩn bị để tham gia cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với hơn 300 địa điểm ở Hoa Kỳ và các quốc gia khác. Theo clinicaltrials.gov là một cơ sở dữ liệu công khai về các cuộc nghiên cứu đang diễn ra. Trong một email gửi tới CNN, Johnson & Johnson đã không giải thích thêm về lý do mà công ty tạm dừng phát triển thuốc chích ngừa. Vốn có vẻ đầy hứa hẹn trong nghiên cứu giai đoạn 2, bao gồm gần 6.000 người trưởng thành tại 40 địa điểm nghiên cứu trên khắp đất nước Mỹ. Những khám phá của cuộc nghiên cứu đó được công bố hồi tháng 2 trên tạp chí y học New England, cho thấy thuốc chích ngừa có hiệu quả 70% cho việc ngăn ngừa nhiễm RSV với một triệu chứng và 80% hiệu quả cho việc ngăn ngừa bệnh nặng hơn do RSV gây ra. Công ty Johnson & Johnson cho biết họ đã dừng cuộc thử nghiệm để tập trung lại danh mục đầu tư của mình và sau khi đánh giá về bối cảnh thuốc chích ngừa RSV, bởi vì thị trường không rộng lớn như là bệnh COVID, thưa quý vị. Quyết định này đã được đưa ra ngay sau khi các nhà sản xuất thuốc đối thủ là Pfizer và GSK công bố kết quả khả quan đối với các loại thuốc chích ngừa RSV dành cho người cao lớn tuổi. Các thành viên Cộng hòa tại Hạ viện đang chuẩn bị chuyển một kế hoạch giới hạn nợ dự phòng nếu Tòa Bạch Ốc tiếp tục từ chối đàm phán. Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy và các phụ tá hàng đầu của ông ấy cho biết họ đang tích cực chuẩn bị thông qua một dự luật theo đường lối của đảng nhằm nâng giới hạn nợ quốc gia nếu Tổng thống Joe Biden tiếp tục từ chối các cuộc đàm phán với các đảng viên Cộng hòa ở Hạ viện để tránh tình trạng vỡ nợ lần đầu tiên của quốc gia. Việc di chuyển này sẽ là một rủi ro. Đảng Cộng hòa chỉ có thể để mất 4 phiếu bầu đối với bất kỳ kế hoạch đảng phái nào, và các vấn đề tài chính gai góc đã làm chia rẽ đảng của họ từ lâu. Hạ viện đã thông qua một dự luật theo đường lối của đảng và sẽ gặp nhiều khó khăn ở Thượng viện do đảng Dân Chủ lãnh đạo. Nơi đây phải cần đến 60 phiếu bầu để thúc đẩy một chương trình tương tự như thế. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Cộng hòa tin rằng các cuộc đàm phán nội bộ kéo dài hàng tuần của họ với các phe phái ý thức hệ khác nhau và được gọi là năm gia đình của đảng Cộng hòa có thể tạo ra một dự luật sẽ được Hạ viện thông qua theo đường lối của đảng. Và nếu như Tòa Bạch Ốc không đàm phán, họ tin rằng họ có thể gây áp lực lên Thượng viện và chính bản thân ông Biden bằng cách thông qua dự luật nâng trần nợ và bao gồm nhiều khoản cắt giảm ngân sách. Tôi tin rằng chúng ta có thể đạt được điều đó nếu cần. Dân biểu Louisiana Garrett Graves, người đã được Chủ tịch McCarthy chọn để dẫn đầu các cuộc đàm phán nội bộ của các thành viên Cộng hòa, nói về một dự luật chỉ dành cho các thành viên Cộng hòa. Tuyên bố với đài CNN và một nhóm nhỏ các phóng viên, thì dân biểu Graves nói rằng việc chuyển một dự luật Cộng hòa là hoàn toàn là một lựa chọn mà chúng tôi đang có sẵn và có thể sẽ đưa nó lên bàn bất kỳ lúc nào. Bản tin kế tiếp liên quan đến lãi suất nợ nhà, thưa quý vị. Lãi suất nợ nhà đã giảm trong tuần thứ ba liên tiếp. Người mua nhà có một tin tốt trong tuần này, đó là lãi suất nợ nhà, nợ vay được thế chấp bằng căn nhà đang giảm xuống. Theo cơ quan bán công mua nợ nhà là Freddie Mac, thì tuần này lãi suất nợ nhà loại cố định 30 năm tại Hoa Kỳ có mức trung bình là 6.32%. Đó là mức thấp hơn một chút so với mức trung bình 6.42% của tuần lễ trước. Đây là tuần thứ ba liên tiếp mà lãi suất nợ nhà có xu hướng giảm. Nhà kinh tế trưởng của Freddie Mac là ông Sam Kader nói rằng đó là một sự không chắc chắn về nền kinh tế. Lãi suất nợ nhà trung bình dựa trên những đơn vay nợ mà Freddie Mac nhận được từ hàng ngàn ngân hàng cho vay nợ nhà trên toàn quốc Hoa Kỳ. Cuộc khảo sát chỉ bao gồm những người vay nợ góp vốn 20% tiền down và có tín dụng tốt. Nhưng số nhà giao bán trên thị trường đang ở mức thấp vẫn là thách thức đối với nhiều người đang tìm kiếm một căn nhà mới. Nhiều chủ nhà có nợ với lãi suất thấp kỷ lục và khoảng 3% cách đây trên một năm có khuynh hướng là tiếp tục giữ lại căn nhà và loại nợ tốt mà mình đang có, cho nên thị trường không có nhiều nhà được giao bán. Và dù đã giảm, lãi suất nợ nhà vẫn ở mức tương đối cao so với vài năm trở lại đây. Tuy vậy, nếu so sánh với vài thập niên trước thì lãi suất nợ nhà hiện nay vẫn ở mức trung bình thấp. Tất nhiên là giá bất động sản hiện nay cũng cao hơn mức trung bình, và vì vậy đây là một bài toán khó về tài chính đối với rất nhiều người đang tìm cách mua nhà.
Vâng, thưa quý vị, Tổng thống Đài Loan bà Thái Anh Văn ngày hôm nay đã có một bài diễn văn tại New York. Và việc bà đặt chân đến thăm Hoa Kỳ trước khi đến thăm hai quốc gia Nam Mỹ mà mục tiêu của bà là đã có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu nghiêm trọng. Nhà ngoại giao hàng đầu tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington đã tuyên bố với các phóng viên vào ngày thứ Tư hôm qua là việc Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn dừng chân tại Hoa Kỳ trong chuyến công du ngoại quốc hiện tại của bà sẽ có tác động nghiêm trọng đến quan hệ Trung Quốc-Hoa Kỳ. Bà Thái đã rời Đài Bắc đến New York vào thứ Tư trên đường đến Belize và Guatemala, hai trong số ít đồng minh ngoại giao còn lại của Đài Bắc trên thế giới. Trước khi trở về nước thì bà dự kiến sẽ dừng lại ở tại California vào tuần tới để đọc diễn văn và dự kiến cũng sẽ gặp Chủ tịch Hạ viện ông Kevin McCarthy. Tòa Bạch Ốc đã cố gắng giảm bớt căng thẳng trước chuyến công du của bà tại Hoa Kỳ và lưu ý rằng những người tiền nhiệm gần đây của bà Thái đã quá cảnh sang Mỹ và bản thân của bà cũng đã đến Mỹ 6 lần trước đó mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Tuy nhiên các quan chức Trung Quốc đã nói rõ ràng rằng lần này thì khác. Và năm ngoái thì Bắc Kinh đã phản ứng một cách dữ dội trước chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ bà Nancy Pelosi tới Đài Bắc bằng cách tổ chức một tuần tập trận quân sự ở vùng biển chung quanh Đài Loan và cắt đứt hầu hết các kênh liên lạc với Washington. Những sự kiện này gợi lại các ký ức về cuộc khủng hoảng tại eo biển Đài Loan năm 1996, được thúc đẩy bởi chuyến thăm New York của Tổng thống Đài Loan vào lúc đó là ông Lý Trang Huy. Họ đang nói gì? Thưa quý vị, Su Xuê Yuan là đại diện lâm thời tại Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington cho biết Trung Quốc không chấp nhận tuyên bố của Hoa Kỳ rằng chuyến đi của bà Thái Anh Văn chỉ là một sự quá cảnh với nhiều tiền lệ. Cái gọi là quá cảnh chỉ là một sự ngụy trang cho ý định thực sự của bà ấy là tìm kiếm bước đột phá và ủng hộ nền độc lập của Đài Loan. Ông Su đã nói, lên tiếng cáo buộc chính thức Hoa Kỳ đã cho phép bà Thái gây chú ý và đã sắp xếp cuộc gặp của bà ấy với Chủ tịch Hạ viện McCarthy vào những ngày tới. Tòa Bạch Ốc đã lưu ý rằng ông McCarthy đã đặt lịch trình của riêng mình, chứ không phải là một lịch trình do Tòa Bạch Ốc đã soạn. Bà Su cho biết chuyến đi có thể đưa đến sự đối đầu một cách nghiêm trọng trong mối quan hệ Mỹ-Trung và cũng như bất kỳ chuyến công du nào của các nhà lãnh đạo Đài Loan đến Mỹ hoặc ngược lại. Bà này cũng lên tiếng lên án việc Hoa Kỳ đã bán vũ khí cho Đài Loan cũng như là các cuộc gặp cấp thấp hơn gần đây giữa các quan chức Hoa Kỳ và Đài Loan. Vâng, thưa quý vị, với bản tin vừa rồi chúng tôi xin kết thúc phần tin tối nay của Việt Face Tonight cùng với Thanh Thảo và anh Dũng. Xin cầu chúc quý khán giả một buổi tối an lành và xin hẹn gặp lại trong phần tin ngày mai. Chương trình Việt Face Tonight được bảo trợ bởi Trung tâm BST dầu Khuynh Diệp, sản phẩm được hoàn thành từ năm 1976, dầu bạc hà và dầu Ultra Heat với hình thức mới, hoàn toàn thiên nhiên, rất tốt cho sức khỏe. Trung tâm S&P xin kính chào quý vị. Là một người làm trong ngành y chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng, tôi muốn chia sẻ với quý vị về lợi ích của dầu Khuynh Diệp, dầu bạc hà, dầu Ultra Heat và dầu Paradise, sản phẩm được làm bằng các thành phần từ thiên nhiên và đóng gói tại Hoa Kỳ. Dầu của trung tâm S&P giúp giảm đau cơ, nhức đầu, đau dạ dày, ho và nghẹt mũi. Nếu quý vị muốn mua với số lượng nhiều hoặc mua trực tuyến, xin liên lạc với văn phòng tại số điện thoại hoặc tại website. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.